Bởi vì cách đây một năm khi mà VinFast được ra mắt thì lúc đó là mình đã cảm thấy rất là tự hào rồi. Cơ hội để chạy qua chiếc VinFast thật sự và trải nghiệm nó. Thì lúc đó cái cảm giác tự hào nó càng dâng cao hơn nữa, bởi vì thấy được cái chất lượng và cái đẳng cấp của chiếc xe. Sẽ làm như thế nào để lan tỏa được cái sứ mệnh cũng giống như là tinh thần Việt Nam mãnh liệt nhất đến cho người tiêu dùng cả trong nước và ngoài nước. Là chúng ta mang cái tinh thần, mang cái tiêu yêu đất nước Việt Nam, cùng nỗ lực làm những điều tốt đẹp cho Việt Nam, đưa cái xe VinFast đi ra cái thị trường thế giới.